vào. Giọng nó bài quá hả? Gió không biết vô đây nó có ổn không? Đi vào lịch sử. Rồi từ đó những cái ác sẽ đi và những cái thiện và cái thật sẽ nổi lên. Đức Phật Di Lặc xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện. Thì hôm nay cái clip này ở Biển Đông đang bắt đầu khởi mào dậy sóng. Thì Kiệt nói trúng phần này luôn rồi đó. Nó bắn tức là dậy sóng đúng không? Thì lâu nay năm thứ kinh tế, nạn đói, thiên tai, bệnh dịch và chiến tranh của cái thời mạt pháp này mà nhân loại phải gánh chịu để qua cái thời kỳ tận thế. Hiện giờ mình đang ở là chót của cái tận thế. Mà lâu nay 3 năm nay Kiệt nói tận thế sàng lọc, có vẫn nhiều người vẫn còn cười Kiệt không tin, không biết cái đầu họ nghĩ gì á. Họ cứ nghĩ là bình thường á, thiệt là nhiều người luôn á. Không có hiểu là tận thế là gì. Họ nghĩ bệnh con Covid, rồi bây giờ thì khủng hoảng kinh tế giá xăng rồi là chuyện coincidence, chuyện bình thường xã hội. Họ cứ nghĩ như vậy. Rồi giờ ở ngoài Biển Đông dậy sóng, cái họ cứ nghĩ là đổ thừa bà mặt khỉ là bà Nancy đi qua bển chọc giận Tập Cận Bình. Họ không có nghĩ lớn, họ chỉ nghĩ những cái gì mà xảy ra trước mặt. Rồi cái họ nghĩ nạn đói là gì, Ukraine đang chiến tranh với Nga, Nga không có cho Ukraine xuất khẩu lương thực. Tức nghĩa là họ nhìn vào cái đó, cái họ tính theo cái đó thôi. Chứ còn cái chuyện mà Kiệt nói nó xa, nó một cái chu vi lớn là tận thế nó mới có những cái đó xảy ra. Thì họ không có hiểu, trông ngộ thiệt á. Đó là đa số những người bạn ăn học giỏi á nghe. Ăn học giỏi á, chứ không phải là những người bình thường. Còn chuyện mà mình nói một Đức Chúa Giêsu tái lâm, tức là Phật Di Lặc á, thì họ là càng không hiểu, thì cái đó mình không trách nha. Cái đó là coi như về ai hiểu về tâm linh đó. Nhưng mà mình nói những cái chuyện mà năm thứ gì vừa nói để đưa cái thế giới này trở lại ổn định trật tự, và một cái thế giới rất là nhân ái và hòa bình. Ai sau này tất cả mọi người, các lãnh đạo NATO hay là các nguyên thủ quốc gia đều có sự thông cảm lẫn nhau, chứ không có ai tính toán hơn thua từ chút nữa. Nhưng mà tới ngày hôm nay cái số lượng người mà ấy cũng vẫn chưa có hiểu mình đang ở vào giai đoạn nào, giai đoạn cực kỳ là phải cẩn thận mọi thứ về mặt tinh thần á, là rất là quan trọng. Là vì hiện bây giờ tâm linh tất cả các chư vị ở 36 tầng trời đều hạ phàm hết, đang đa số để mà đang suy chuyển, đang lo cho chúng ta qua cái màn này một cách nhẹ nhàng, bớt tang thương, bớt chớ bớt chết chóc. Nhưng mà dưới này chúng ta cũng phải làm cái gì, phải có một sự giống như là mình phải giống như luật của Phật vậy, mình phải đi thỉnh pháp thì Phật mới thuyết pháp. Mình đói bụng thì mình mới nói tôi đói bụng, như đứa con nít á, nó bú sữa nó đói bụng thì nó khóc em nha. Con người của mình hôm nay sắp chết mà Kiệt lên đây Kiệt nhắc hoài á, mà cũng vẫn họ dững dưng à. Khi nào ngã cái bạch thì họ ngã cái bạch thôi. Khi nào mà khi mà Covid tới rồi xe mưa đăng tới xúc đi, không có một lời từ giả gia đình vợ con rồi dục sát luôn giống như kiểu bữa hổm á, thì còn gì để nói nữa. Ở đây là Phật, cái này để nha quý vị, những cái gì là có trí thức, đại trí thức, siêu trí thức nên chiêm nghiệm lại những lời Kiệt nói đi. Còn những anh mà xăm mình chạy ngoài tàu mở tấu ngoài đường á, làm ơn mấy em á ngồi chiêm nghiệm lại, tự vì là ai cũng có tánh Phật hết, nhân chi sơ tính bổn thiện. Còn những con chiên mà thuần hành bên Chúa cũng phải ngồi chiêm nghiệm lại, cái ông nội này ông nói Chúa của tôi sắp xuất hiện thì tôi thấy cũng đúng á nghe. Thì ngồi chiêm nghiệm lại cái ông nội này nói một chút. Đó là mấy con chiên. Còn mấy Phật tử lâu nay tu cà gù cà gật, bị mấy ông thầy cứ dụ, mấy ông thầy quốc danh cứ dụ vận động gây quỹ xin tiền không, mà tôi tu hoài sao tôi thấy tôi cũng vẫn còn sân si nóng tánh. Rồi ông nội này thì ông nói Thượng Đế đang xử phạt trái đất chúng ta, Phật Di Lặc sắp xuất hiện, mà sao mấy thầy thì lại không tin, la tôi nói Phật Di Lặc 9.000 năm mới xuất hiện. Tự vậy mấy ông tham, mấy ông muốn sống tới 9.000 năm để mà gây quỹ vận động, đúng không? Cho nên cả năm thứ Phật tử, con chiên,
trí thức và mấy em cầm mã tấu, phần cuối cùng còn lại đó là tất cả các đại ca đảng viên và những người đại gia ở Việt Nam ngồi chiêm nghiệm lại coi cái thằng Kiệt này nó nói sao thấy cái gì cũng trúng hết. Tin nó một lần đi thì nếu mà năm thứ này mà nghe đó là mai mốt Kiệt về trời cha sẽ khen Kiệt con giỏi á, nghe con độ được mấy thứ này á. Còn những cái người mà hữu duyên mà biết về cha về mẹ, biết kinh địa mẫu đồ, mấy cái đó là mình không phải lo, mình lo năm cái thứ mình vừa mới nói.